Làm luôn sữa có đường thì ăn nó sẽ rất là bị ngọt. Các bạn không nên bỏ quá nhiều đâu. À mày vậy hả? Vòng tay lại. À mẹ. Nói một lần thôi, từ từ dâm vô nó hoài vậy. Ăn đi nè, để lấy cái đó làm thumbnail nè, làm cái trailer nè. Anh ăn đàng hoàng coi. Đúng rồi, rau câu em làm á, lát bỏ tủ lạnh nữa là nó lạnh, nhưng mà thôi bỏ tủ lạnh lát ăn. Đây là một cái giò ốc mà ở dưới biển luôn, cái này là một cái giò ốc. À, sao nhìn lén mà thơ mộng và dễ thương luôn. Trù cái này mà đứng nhúng nhúng nhảy nhảy nó té xuống không biết làm sao nữa. Bón vô trong rau xong rồi mình ăn cái đó là mình ăn cứt chó hả? Bang 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 bang. Cái bồn tắm hay cái hồ nước không biết luôn. Em nghĩ là cái hồ nước đó anh. Em đang tư vấn giảm cân cho khách. Tư vấn hoài mà không kịp luôn này. À, làm đồ ăn sáng đúng không? Sáng nay anh muốn ăn sao? Ăn mì tôm hay là ăn cháo? Ăn hoành tráng hay là ăn như thế nào? Hay đơn giản mà đủ chất là được? Thôi, cho gì ăn đó nha. Cái này là cái máy làm cà phê, ok, cho gì ăn nấy đúng không? Để em coi thử. Ý, có một cái tô xinh xinh. Đó. Cho gì ăn nấy, bây giờ em sẽ cho anh ăn một cái món rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng nha. Ủa, cái muỗng, cái rổ muỗng đâu ta? Đây, cái rổ muỗng đây. Ồ, sao toàn muỗng nhỏ không vậy ta? Muỗng lớn đâu, mất tiêu rồi. Ai gọi tôi giờ này vậy trời? Đợi xíu nha. Alo, alo. Chưa chị ơi, giờ em không có ở Sài Gòn, khi nào về rồi hãy ship nha. Rồi, cảm ơn. Bận dữ nha. Bận chứ sao không bận, giờ đâu có Sài Gòn đâu, ship qua ai nhận. Á, à, cái hũ sữa đâu rồi, cái hũ sữa sáng em mới mua. Đây là sữa lạc nha mọi người, 100% sữa tươi không đường. Tại vì là cái ngũ cốc của nó đã có đường rồi, cho nên nó là mình nên phối với lại không đường thì ăn nó sẽ... À, sẽ sao ta, một cái không đường và một cái có đường thì mình ăn nó sẽ vừa miệng hơn. Nếu mà mình làm luôn sữa có đường thì ăn nó sẽ rất là bị ngọt. Không biết là có phải là rất bị ngọt hay không, nhưng mà đối với Ngân thì Ngân không có thích ăn quá ngọt. Ngân thấy ăn vừa vừa hoặc là ăn lạc, ăn càng lạc nó sẽ càng ngon. Đó. Sữa ở đây thì mới mua. À, bên này thì không có tủ lạnh. Bên này thì không có tủ lạnh cho nên nó là nó sữa nó sẽ không có được lạnh. Nếu mà các bạn bỏ tủ lạnh ăn lạnh nữa thì nó sẽ rất là ngon. Rồi, đây là cái ngũ cốc của Ngân nè. Không có quảng cáo gì hết nha, mà Ngân chỉ mua ngẫu nhiên thôi. Ngân thấy ở ngoài nó có nhiều trái cây cho nên là Ngân mua. Bây giờ ở trong nó cũng nhiều trái cây thiệt. Ăn cái này nó rất là sướng luôn. Ăn nó giòn 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 giòn. Mấy bạn không nên bỏ quá nhiều đâu. Mấy bạn ăn hết xong rồi á, mấy bạn bỏ nữa thì nó sẽ giòn. Thôi bỏ thêm chút xíu nữa. Thấy mắt cái hạt xanh xanh đỏ đỏ này, cái này là dâu nè. Đó, cái này là dâu sấy nè. Còn cái này là cái trái gì nè, để múc cho mọi người xem nha. Cái trái trắng trắng á mọi người thấy không? Cái này là thạch, thạch dứa. Này là Ngân làm cho chú Quang ăn. Rồi. Với lại bữa sáng hôm nay thì Ngân có chuẩn bị cho chú Quang bánh mì nữa. Bánh mì đây gọi là bánh mì sừng trâu. Bánh mì sừng trâu ăn rất là ngon luôn, cái bột của nó rất là mềm. Đi ra ngồi đây là cái muỗng bự hơn. Đó. Khi mà các bạn cầm muỗng á, kể cả các bạn đưa cho ai hoặc là các bạn ăn á, thì các bạn cũng không bao giờ được cầm ở trên này nha. Không bao giờ cầm ở trên cái phần muỗng mà người khác ăn nha. Nhìn nó rất là không được thẩm mỹ và không được vệ sinh cho lắm. Còn khi các bạn rửa thì các bạn phải đụng vào để cho nó sạch. Đó. Bây giờ Ngân sẽ đút chú Quang ăn nha. Ngân sẽ ăn thử trước một miếng nha. Nước sắc quá anh. Cái này giống như là ngũ cốc mà vừa ngọt vừa mặn. Bay mùi cà phê nè, rồi bay cái mùi bột gì của mấy đứa em bé ăn nó thơm lắm. Dưới lại có vị mặn mặn nữa. Rồi, bây giờ em muốn anh Quang ăn. Dạ. Rồi, ok, em
quay vừa nói cho anh ăn nha. Không khỏi giữ micro luôn. Rồi. Bây giờ anh Quang vừa bưng cái tô đó, anh Quang vừa đi ăn. Ta ta. À. À mày vậy hả? Vòng tay lại. À mẹ. Rồi. Giòn không? Giòn rụm luôn đúng không nè, Ngân đứng ở ngoài mà Ngân cũng nghe giòn rụm luôn. Đi Ngân, đi ra chỗ đẹp đẹp cảnh đồ, đứng quay cho mọi người xem. Mọi người thấy khung cảnh ở đây như thế nào? Tuyệt vời không? Anh Ngân ngồi chỗ xích đu này được hơn nè. Đi qua chỗ xích đu á. Đi qua chỗ xích đu ngồi. Cảm giác như thế nào anh Ngân? Feel hả? Hay phê? Quay gần cái tô cho mọi người xem nha. Đó, ăn cái này thì sẽ không có bị béo phì đâu mà mọi người. Tuy là không béo phì nhưng mà nó vẫn rất là đầy đủ chất dinh dưỡng mọi người nha. Với lại anh Quang đi ra xích đu này ngồi vui nè. Đi ra xích đu. Mọi người đừng có đi đâu nha. Lát nữa sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Cái cảnh ở đây rất là thiên nhiên. Ăn xong phải có một ly cà phê liền. Em rất tiếc là em không có biết pha cà phê nha. Em sẽ không có pha luôn. Thôi à? Em không thích pha cà phê. Em lấy mấy cà phê mà mấy anh pha sẵn á, xong em đổ. Để lát em vô em coi mọi người có cà phê không rồi em xin cho anh. Chứ em là em không có thích pha cà phê rồi á. Cho em ăn. Thôi em không muốn ăn, em không muốn ăn. Không ăn đâu. Em làm một muỗng. Không ăn đâu. Bữa giờ ăn nhiều quá. Rau sấy chua thơm ngon xuất sắc, ăn không bao giờ ngán. Quay tiếp cho anh ăn. Anh lấy cái bánh cốt sừng anh ăn. Anh cứ ăn cái này hết đi đẻ. Vừa ăn em đi lùi cho mọi người thấy cái vườn đó nha. Đi đừng đi qua phía người. Đi thế này. Dắt mọi người đi xem cái vườn nha mọi người. Có một cái vườn rất là đẹp. Cái vườn rau tự trồng tự ăn luôn. Đây là bao thiên nhiên luôn nha mọi người. Và ở đây đặc biệt đó là buổi trưa nó vẫn không có nóng. Tại vì mọi người biết sao không? Tại vì đó là mọi người có thể thấy cây quá trời cây luôn. Cây nó bao bọc hết người luôn. Nên rất là mát. Đây. Đây là cái vườn rau mà Ngân tự trồng. Tinh 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 tinh. Đó. Kìa lúc nào ở dưới cái này cũng mở cái nước tưới đó để zoom lên cho mọi người xem nha. Đó mọi người thấy không? Cái cây nó xoay xoay kìa và có một thằng nhỏ. Dạ thấy nó hoài. Nó một lần thôi từ từ zoom vô nó hoài. Đây là ớt. Ớt tối hôm qua rất là nhiều ớt màu đỏ luôn. Nhưng mà Ngân hái bớt ớt màu đỏ rồi. Đó mọi người thấy không? Cái giống ớt này ăn rất là cay nha mọi người. Rồi thằng quỷ nhỏ đây. Nó phá gì nữa đây. Để em xoay cho anh vòng xong anh ngồi anh ăn. thử thách vừa xoay mà vừa ăn không đủ á. Nè 1, 2, 3. Rồi ăn. Múc ăn. Không được luôn á hả. Rồi. Trong thời gian mà chú Quang. Mà thôi. Đợi chú Quang ăn xong đi lấy. Thôi ăn gì coi. Anh xoay coi nó sao. Làm gì cũng được. Dễ ẹt á. Thôi mệt lắm. Em cũng thích thử. Mới chờ con nít. Rồi. Ăn đi. Ăn đi nè, để lấy cái đó làm thumbnail nè, làm cái trailer nè. Anh ăn đàng hoàng coi. Anh cứ múc, anh cứ nghiêng, anh làm bộ anh nghiêng cái muỗng vậy biểu sao nóng đủ. Có ngon ngồi lên đây ăn thử. Lại đứng. Nha. Đứng. Rồi. Hồ ăn nè, ăn đàng hoàng nè. Em zoom lên nha, cái mỏ anh nè. Hết quay. Ngủ anh ơi. Đi. Đứng dậy đi lấy bánh sừng trâu anh. Nhanh lên. Nhanh lên Quang. Rồi ngừng lại. Để em kéo ngừng lại.
Diễn hay lắm, thích diễn lắm. Chừng nào đi làm diễn viên. Lùi. À, đi lùi. Bây giờ cha đã ăn hết sữa rồi, bây giờ là sẽ đi lấy bánh ăn tiếp. Này. Trời, quay góc này anh đen dã man luôn. Đây là gọi là anh gọi em gọi là bánh sừng trâu, còn có mà anh gọi là bánh gì á? Bánh custom. Custom, custom là con trâu. Custom. Custom. Nó không phải là con trâu mà nó gọi là custom. Custom, bánh custom. Anh quan lựa góc nào quay cho mặt ánh sáng xíu đi, mặt anh đen như cúc kia. Đen như xít ấy. Đó. Ăn hết đi, ăn nhanh đi. Đó, thằng nhỏ của tôi nó ăn á. Khung cảnh quá là đẹp luôn. Cái đây mà có chim hót nữa là y bài. Liêu lo. Thôi ăn lẹ quan ơi. Anh quen phải có lòng nhiều, anh quen đi kiếm đi coi chim bao rồi đó. Đi kiếm bướm nữa. Anh quan đi kiếm bướm được thôi chứ không kiếm chim nào. Em đang kiếm con chó đó anh. Mà sợ mấy mai mốt mấy anh về hết rồi con chó ở đây không ai nuôi nó. Ăn lẹ xong rồi ăn bánh custom cho mọi người xem. Bánh custom. Custom. Sao em chán anh quá, anh đi như mấy anh già. Mấy anh già quá mệt mỏi luôn rồi anh Quang. Ăn thôi mà em cái vàng vàng hay à? Ăn thôi mà em cũng thấy bực nữa. Ừ, có mấy cái vàng vàng. Coi chừng cất chim ở trên cây rớt xuống á. Vét sạch lên, vét sạch lên. Vét sạch lên. Rồi anh Quang quay em đi để em đi rửa tô. Coi chừng quay. Cũng... rồi tầm. Rồi. Ở trường quay chúng anh kìa. Quen. Sao không làm biết cho đâu cái này. Không nó cắt á. Tại anh đang anh đang bị lộ ti. YouTube nó cắt. Không, mọi người, mấy anh ở đây đang khó thân rất là nhiều và muốn quay lên YouTube cho mọi người xem. Nhưng mà nó là bị lộ ti, ti là sẽ bị cắt. À, rửa tay chưa. Em đưa anh tự cầm mà yên tâm đi. Đây. Rồi, đi em quay cho anh. Ở đây có trái bầu bí. Trái bầu á, hồ lô. Ở đây có hai chén rau câu, ăn xong sẽ được ăn hai chén rau câu. Đúng rồi, rau câu em làm á. Lát bỏ tủ lạnh nữa là nó lạnh, nhưng mà khỏi bỏ tủ lạnh, lát ăn vậy luôn cũng được. Để ăn vậy luôn nha. Ừ. Cầm ra lòi cái bánh cho nó hấp dẫn coi chứ nó bị cái bì che hết rồi anh Quang ơi. Bị cái bì che hết rồi. Đây là một cái bữa sáng mà ngon ở Phú Quý nha mọi người. Ngon mà chỗ ăn ở Phú Quý. Dạ bộ. Âm. Rồi. Ngon quá. Ăn lẹ ăn rau câu nè. Lấy muỗng ăn rau câu. ăn rồi lát mày lấy cho. Rau câu này đặt đông luôn. Không, các bạn nghĩ rớt không? Không rớt. Rau câu mà đâu rớt được đâu. Ngon. Ủa nãy anh Quang mới bấm quay lại đúng không? Em thấy một phút. Đi. Vừa ăn vừa dắt mọi người vô toilet đi. Đây. Cho mọi người giới thiệu cho mọi người về toilet. Đi. Dắt mọi người vô cả một cái toilet nha. Ở đây sẽ có một cái cảnh nữa. Đây là khẩu trang mà các anh ở ngoài đảo giặt để tái sử dụng lại. Tại vì nó là khẩu trang vải và hiện tại khẩu trang đang rất là mắc. Với lại những cái mà khẩu trang hiện tại mà nó không mắc á, thì nó là những cái khẩu trang vải rất là dởm và nó không có chống được Covid. Bây giờ mọi người thấy là Ngân đang dẫn mọi người đi đâu nè. Wow, cái này Ngân rất là thích luôn. Cái này là một cái giỏ ốc mà ở dưới biển luôn. Cái này là một cái giỏ ốc thiên nhiên luôn nha, chứ không phải là giỏ ốc mà nhân tạo mà được cắt xẻng đồ gì đâu đó. Cái bò ốc người ta ăn đó, bắt từ biển lên ăn xong rồi chà trắng và tẩy trắng lại xong rồi làm kiểu nè. Xuất sắc luôn. Đây là một cái Ngân nghĩ là mai mốt các anh sẽ làm thêm cái vòi rửa mặt nữa. Rồi bây giờ đố mọi người là Ngân dắt mọi người đi đâu nè.
Vô đây nha. Vô đây. Vô đây. À, sao nhìn lén. Đây là một cái toilet và một cái nhà tắm mọi người ơi. Bỏ toilet xuống. Đây. Mọi người thấy khung cảnh trong này không? Rất là thơ mộng và dễ thương luôn. Đây là một. Đây là một cái nhà tắm. Ô cha. Để bữa nào Ngân sẽ quay Ngân tắm ở trong này cho mọi người xem nha. Đẹp quá. Đây là tất cả đều được làm bằng cây từ bi hết mọi người. Cây này được gọi là cây từ bi, chắn gió rất là tốt luôn. Đó, cây từ bi ở ngoài đảo Phú Quý. À, các nhà dân và mọi người dùng để chắn gió rất là tốt. Và nó rất là chống gió nè, xong rồi chống bị mục. Đó, có lẽ là vậy, nhìn nó như vậy thôi chứ nó, cây này nó rất là khỏe luôn. Mình bẻ thì nó có thể gãy, nhưng mà khi mà mình để nó tự nhiên với cái sức tự nhiên của nó thì nó chống chịu rất là tốt. À, dưới đây có cả hoa nữa nè, tất cả đều là tự trồng hết mọi người. À, tự trồng. Một khung cảnh quá là thiên nhiên. Hy vọng sau này là các anh sẽ xây nhiều phòng ra để làm resort luôn. Nhưng mà hình như là chỉ là xây để cho mọi người chơi thôi chứ không phải là một cái resort. Cho nên là nhờ Ngân quen được các anh mà Ngân mới vô trong này được á. Đó mọi người. Ở đây là cái thuyền để chụp hình và có cái những xe đạp tin. À, trên kia có chỗ nằm nữa. Đây cho mọi người xem cái cầu thang được làm từ cây từ bi. Đây. Đó mọi người thấy chưa? Dễ thương không? Cái này mà mọi người mặc bikini, mặc maxi, chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Đi. Đi mọi người ơi, lên trên này chơi. Ta 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 ta. Để Ngân coi ở trong phòng này để gì. Trong phòng này chắc là một cái phòng ngủ. À, và sẽ có máy lạnh và nó chưa có được làm xong. Còn ngoài này là một cái lưới. Cái lưới này rất là chắc nha, tại vì là hôm qua Ngân đã nằm thử rồi. Ngân chắc chắn là mọi người đi lần đầu tiên sẽ thấy rất là sợ như hôm qua của Ngân. Ngân cũng thấy rất là sợ luôn. Tinh 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 tinh. Hôm qua Ngân với chú Quang nằm trên đây coi phim nè. Coi hết một bộ phim dài hơn 2 tiếng luôn. Trời, cái này mà đứng nhúng nhúng nhảy nhảy nó té xuống không biết sao nữa. Trời. Đó mọi người thấy không, một cái view sống ảo và chụp hình. Ở dưới này mà làm một cái hồ nữa là uy bài luôn ha mọi người. Và mình bắt nhiều chó gì đấy nữa. Mà chó gì đó không biết ai dọn. Nhưng mà nó bón phân. Vậy hả, lấy cứt ra bón phân luôn hả? Bón vô trong rau xong rồi mình ăn cái đó là mình ăn cứt chó hả? Đúng rồi. Hay ha. Vậy nhỏ giờ vậy là chắc ai cũng ăn cứt chó luôn. Ai mà ăn rau là có ăn cứt chó. Rồi. Tinh 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 tinh. Để Ngân coi thử còn cảnh nào dắt mọi người đi không. Đi cảnh mọi người đi cảnh. Mọi người đi cảnh với Ngân nha. Rồi đi cảnh. Bang 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 bang. Rồi nhìn tụi giống mấy con chơi mai thúy thiệt luôn hả trời. Nói vậy chứ không có biết gì đâu nha. Rồi. Thiệt tình luôn á. Tự nhiên nhiều người cứ nói chứ. Nhìn con Ngân vậy mà nó không chơi đồ mới lạ. Mấy bạn lấy. Mấy bạn nghĩ sao mấy bạn nói câu đó vậy? Sao mấy bạn cứ thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy? Ha mấy bạn. Đây là toilet. Đã lắp labo và toilet sẵn rồi. Và có một cái cửa luôn. Rồi. Bên này. Bên này có cửa nữa nè. Ồ vậy là có hai cái cửa luôn. Và cái lối cửa này là sẽ đi qua một cái căn phòng. À, bồn tắm. Tất cả những gì mà ở trong này hôm nay Ngân review quay cho mấy bạn xem là nó chưa có hoàn thành hết đâu. Cho nên nếu mà nó hoàn thành nữa thì nó còn đẹp nữa. Wow, đây là cái bồn tắm hay cái hồ nước không biết luôn. Em nghĩ là cái hồ nước ấy anh, không phải bồn tắm đâu. Con ơi, con muốn đi ra ngoài hả? Để Ngân giúp. Đừng. Nó đầu cắn đâu. Để em giúp nó. Thôi nó hoảng loạn quá. Em biết giúp nó như thế nào không? Em cầm cái đuôi nó xong em cho nó ra ngoài. Không, em chỉ cần gác cái gỗ thôi, nó bò ra ngoài được. Nè, thả cái gỗ vô. Đây nè, cái gỗ bên này. Thôi, cái gỗ đó bự quá.
gỗ nó bự thì nó đi càng dễ chứ sao, coi chừng đập vô đầu nó đó. Gác vô rồi xong rồi lát nó tự lên, nó trốn rồi. Trốn đang ở nhà nó đó chứ phải, nó đang ở nhà đâu. Đi dầm dầm quay quay lùa lùa nó qua cái cây là nó sẽ đi được. Đi con ơi, bên này nè. Sao ngu thế? Ngu vừa thôi. Thôi từ từ nó qua đó là người được rồi, ta đã rồi. Giúp vậy rồi. Bởi vậy đi. Đi. Bye bye nó đi. Bye bye con. Đây. Đi xuống dưới à. Bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi YouTube của Ngân và chú Quang suốt thời gian qua và hả, cảm ơn mọi người đã theo dõi YouTube của Ngân và chú Quang suốt thời gian qua. Nếu mọi người cảm thấy thích và không thích cái gì thì mọi người nhớ để lại comment nha. Cái mà làm Ngân vui nhất nha trong mỗi tập YouTube đó chính là những comment của mấy bạn, mặc dù là những comment vui, những comment trò chuyện, những câu hỏi hoặc là những câu chửi luôn, Ngân vẫn cảm thấy rất là vui. Tìm chiêu. Nếu mà hát dở, không biết vô nhịp, ngại và mắc cỡ, không có năng khiếu ca hát thì đây chính là video bạn cần xem. Đây là khóa học hát từ xa, 5 đấu trường giúp bạn hát hay. Khóa học có gì? Bạn nhận được 29 video thầy Quang tập hát cho bạn ngay tại nhà. Dù bạn đang ở bất kỳ đâu, tập hát trong phòng tắm, trong phòng thu, đi karaoke thì hát như thế nào? Và ra sân khấu cần chuẩn bị gì? Chỉ sau vài tuần bạn sẽ hát đúng nhịp hơn, mạnh dạn lên sân khấu hát mỗi khi có dịp. Quan trọng là bạn thấy vui. Bạn có thể gọi Quang là thầy Quang. Rất là tận tình, thân thiện, rất là chu đáo, động tâm. Thầy Quang có trên 50.000 học trò. Hay lắm bạn Quang. Tư thế luyện tập, đã gọi là luyện tập thì phải cần đứng thẳng hoặc ít nhất là ngồi thẳng lưng. Tập theo, làm theo liền. Đừng ngồi đó xem video giải trí, Quang đâu có nhún nhảy cho bạn coi đâu. Ok, tập trung với Quang, hai đi. Bạn nên học vì đây là cách nhanh nhất giúp bạn gỡ bỏ lá bùa hát dở trên lưng bạn vĩnh viễn. Cách đăng ký, bạn sẽ học được ngay sau 5 phút. Bạn học lại bao nhiêu lần cũng được, xem lại video bất kỳ lúc nào bạn rảnh. Không hiểu thì chat giọng nói với thầy. Bạn chỉ cần bấm vào đường dẫn bên dưới để xem hướng dẫn mua. Đừng lo bạn được hoàn tiền nếu không nhận được khóa học. Ngoài ra bạn còn có cơ hội học miễn phí, gặp mặt, giao lưu trực tiếp với thầy Lương Bằng Quang. Tuyệt vời phải không? Hãy bấm nút mua ngay. Bạn có nhớ tên khóa học không? 5 đấu trường giúp bạn hát hay. Video bên tay trái, Quang gửi tặng bạn khóa học thử miễn phí trong 5 phút. Bên tay phải, bạn có thể chọn bất kỳ video bài tập để xem thử trước. Vậy nên hát karaoke cũng phải y như tư thế ngồi học.